đồng mỏ chi lăng ai đi đồng mỏ chi lăng giàu người kiệt na cứu sinh sinh tiền chi được nó gặp gặp bao lúc hiểm nghe sâu mười đồng mỏ sớm chiều sông pha vốn dòng sinh nghi quan bỏ ba việc nhà đao binh lê triều thái tổ trung hưng liệu thăng hàng đầu vua sai chất dự các châu nghĩ nghĩa mình quen thói bảo tàn
sông làng Giang Bàng Phi Kỳ cùng làng Sơn Dương Trèo ba yên chùa tiên đinh nghĩa.
vùng sơn thoại thông dòng công đồng bắc lệ trên vùng Lạc Sơn. Trăm thứ quả anh về dâng mẫu hài rau bí củ đậu măng tươi cơm làm rau sáng củ mai. Bạn là chi âm đông đảo ta áo đen tràm yêu điệu vào xa lên nó quỷ vinh đi mãi trời song
trong nắng mới. Dốc cao sườn đồi, ngàn con xuôi dèo quanh hòa vàng tiếng ca. Nhạc rừng trong nắng mai, hát khúc ca mùa xuân. Đêm qua đêm này bán nó cho tiền tốt mua dây, bài lộc cho lắm về đây cho nhiều, bán cho đông dài nước sang nhiều ý nghĩa. Cho nhiều hiệu năm ngoái năm xưa, thanh đồng còn nhang khói phục thờ. 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1, hôm rằm 14. Thank you.
dựng một chiến nhang Long Thành, dựng một chiến nhang tấu về Thoại Phủ, các ban các tòa thiền đình địa phủ Diêm La. Hãy nhớ thương ngài.
quyết lại khi đây. Khoan nhặt mai trèo cửa đền mẫu đây, ông hoàng bơ ngài đã tới. Quỳ linh tôn kính nhang khói thơm bay, nam mô Phật từ bi tế độ cõi xa bà cứu khổ trầm luôn. Có ông bơ thỏi túng nhân hưng theo hầu Phật Phật tổ, ông bơ đi cứu dân sâu bể.
biết giờ. Anh hùng ngày xưa đã ra người thần tiên đi. Trần kính to chữ Nam Bộ. Oh,
trên báo hà có cành vui say quan hoàng bầy vui với cỏ cây tuyết nguyệt phong lóng hoa hoang lầy thơ làm bạc cầm kỳ thi từ thú vui vậy lúc tình lúc say hoàng đỗ ai biết được hương thơm khói tỏ ngụt trời mây khi vui cùng kiếm khi đạt hát nhà thu nhà yên lúc ẩm trà nào là lưu thủy à, là đào hoa là đào hoa nào có tiệm thuốc ấy à, pha trà ở nơi đâu ngần tần tần ngần 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 hoa đào năm năm ngoài ý à, mười phần 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 xa còn kém xa xa ngô lưu phàm ở xa còn kém xa mười phần ô xa còn kém xa mười phân xiên cao bề ai ý là nguồn ân là nguồn ân ban tài tiếp lộc lộc ý trên cung trăng
hẹn ý à, chờ bao giờ, chờ bao giờ, vì đồng hoàng đi chấm linh ý à, tình cờ ông bảy gặp tiên sáng ngô, sáng ngô lưu phàm ở duyên gặp tiên tình cờ. Ô duyên gặp tiên tình cờ. Lệnh xa thập nhị a các nàng tiên nàng tiên nàng có nào việc ấy mau sắp sửa sang xa đúng đấy không tiên con nàng cả pha nước chè tàu nhấp vào mà thấy vừa ý ông bày đầu vô gối ông ba nàng đôi dâng bộ khay đèn xe ngã tàu xứ móc tiệm chuôi nạp vàng nàng nghỉ ba cuộc ngang thế là cửa ý ông bảy hoàng đất sơn lâm đốt đỉnh nhang trầm tiên côn nàng tư đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô kêu cho tỏ tay ông cầm chiếc móc tiệm nàng năm mi dâng kẹo bánh nghiền kẹo dìu tuồng công ngự lại tiên ai xanh nhớ bì tình nên nhu mì cô nàng sau tình nên nhu mì hôm nay dâng hoàng ngựa xám để ông bảy đi ông trầm đồng tiên con nàng bảy lưng lưng ấy thắt đai hồng nguyên canh ba canh ba sợ ti sạch chiếc đèn lồng cô bước kiệu thành ra cùng trấn thủ đất Nghệ An ông hoàng người trấn thủ Nghệ An về huyện Thiên Bản ông làm quan đất phủ dày ken khách lâm tuyền tròn nam thanh nữ tú nam thanh nữ tú bình quyền bọc sáng phong quang phong quang đẹp kỳ quan hòa quang đẹp ý quan hoàng khác nào thu cúc xuân lan tới
tuần xiết bao, xiết bao bề ai nguồn ân. Gió lạnh dịch bức mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tớ bắt tề tay tiên chuốc chén rượu đào nhất tuần sơn long lên trên bệ ngọc đi các cung sơn mơ là người đức hoàng tử người sơn rượu dắt tay tiên chuộc chén rượu đào nhìn tuần à nâng lên bệ ngọc các bò nâng bởi là giữa ông hoàng người sơn tay nhà tiên ruốc chén rượu đào tám tuần chúng nâng lên bề ngọc đi các cô nâng mời là mời đức hoàng người sơn à rồi đức hoàng sơn thank you.
chỉ đất lê quê thoại xứ Nghệ An có miếng trụ cao ở đầu để tiến dâng quan hoàng mười. Mà tiệc vui chúng có kiều tình đức nước người về hoàng chứng đêm chứng lệ hoàng chứng tâm cho người ông có lòng thanh hôm nay ông mười về hoàng giang phúc chịu tài đổ cho đông gia tín chủ ai 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 cũng được thành cường gió miên man nhuộm vàng xứ Nghệ gió thì thầm như đang kể với mây giờ nói rằng trong đền ngọc ni có thanh đồng nữ tu nhật tâm hầu đạo tiên như trăng rằm sáng soi đêm trường thần tiên xứ Nghệ ông người lực danh bàn người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn non kia có mòn công đức hoa vẫn tựa vâng là giữ tiệc vui hoàng về bút phê sở hồng đồ cho ghế hoàng trong nhà ấm êm mặt 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 đồng 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 đàn tràng hôm nay đèn hoa tên
nên ơn nhờ bọc ông. Quan hoàng mười giáng lập chứng cho ghế ông thành tâm. Xa cho chúng thật người trần gian mà nặng căn cao số. Cúi xin ông mười ông ban tài tiếp lộc gần xa. Từ Nghệ An nghe quan hoàng giáng lâm nơi này, dù đường xa thăm thẳm nhưng đầu màn gió sương đêm này ngỡ về đây đồng sang bóng quỳ quan hoàng về ngất ngây. Sau trước gần xa xem hoàng thương ông ban cho đồng họ mãi ông được giàu ngân sáng tiếng lúc danh ca miền cường nhà ra sự bình nhà y. Dù trần gian không còn vẫn vương mơ màng vì thương ghế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đại tràng. Để từ con cầu mong nương kinh bái phật tuyên tinh quan hoàng mới giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm. Ông ban cho thành đồng ngày ngày giàu ngân sáng tiếng nức danh ba miền cửa nhà ra sự bình an. Này ông giáng đồng đẹp như vầng hào quang tươi sáng, tiếng ca cung đàn con đón hoàng vui ngự trần gian. Cúi xin ông nhỏ phước cho thành đồng, cho tiếng ca cũng là cho người trần chúng con bình an. Bốn phương được non thành bình, được đời đời cháu con hiền bình. Mày mắn ngắm long nhãn hoàng ngự đồng ánh bóng dương giang mới hay trong việc tạo lành ngự về đồng có ai bằng ông. Khi ông giáng trên công đồng đẹp dạng người sáng như hào quang. Đông Tây ba buồn chẳng nghề gặp mặt, còn con chỉ miệt mài mê say giấc cung đàn tiếng ca xin quán hoàng ngày chung. Thành ra hồi cung thiên tài là cảnh bông lai tấu cổ đôi thường đại tài hài hoa cô đang hầu vua hầu mẫu bơ toa.
hồng vua hồng màu bơ to tiếng tâm lừng lẫy chúa bà yêu thương ngự về đồng điểm phân xa hương dây cố vần đầu vui chơi đâu quán sờ tân lồng sẽ ra cô lên trầu thường để vua cha để tử cô vô số hàng hà chuột quỳnh nắm tay cô đàn miệng hát ca ngầm ngàn xanh
chiều hoa cô đôi đốt đuốc vào dáng sớm chiều hồ mây nắng chiều lưng đèo ê ê à, à. Cho cuộc phú sân đường soi trong Nam Việt bồn thương cai hoa sông Bắc Cô soi tỏ gần xa soi cho non nước nở hoa tốt mùa ý cầm cô khéo
gầy bốn năm dậy ký tính tàn tình. Cố trời đâu riêng đền riêng phụ thiếu thức hầu thanh đồng xăm đủ dân cổ dâng cô quả non mà đôi hàng dâng gương dâng lược đi hoa tai quả ngàn làm lễ dâng nhang về đền làm dâng nhang miệng đời thân vai mười phương độ chi tay dâng nhang miệng miệng tu bi cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông đền tiếng chuông đền hàn sơn trần trần cô bước xuống cô bước xuống vạch vạch là vạch vạch nhất là vạch vạch nhất vạch nhị cô đợi dịp vạch nhị cô đợi dịp vạch ba cô cầm trẻ xin cô mở lai ra quan du treo từ treo từ quan du hàn nắp cô treo ra quan họ mới du quan về phù giáp ba quan họ mới du quan treo qua đền trình quan họ du quan qua đền công đồng quan họ du quan về đền phù phong nghi cho tới đền cô tới đến đại lộ đến dâm đến sở quan họ mới du quan ninh giang xa từ quan họ du quan đại lộ đến đường đường ngóng ngóng quan họ du quan qua đến cửa sông sông quan du quan cô bơ vui chơi đứng đứng thuyền sông quan du quan ngước lên công chúng sao đầu đầu hạ dưới chân mây bạc bạc sóng nhỏ bằng cứ quan quan thuyền rằng đền lơ lửng bên xa thuyền cô bơ hoài tới bên ngồi đôi tay con xin cô gặp ai cầu nói cô lên đây sơn tu khí chung linh linh có cô bơ thoải giáng sinh phù đời hơi ai hơi ai đi ngược về xuôi dù ai đi ngược về xuôi sông ba nhiều nước cô thương người bấy nhiêu nhớ xưa tích cũ lệ
chiều đi. Nhớ xưa tích cũ lê chiều có cô bơ thoải bị biểu thành tân cô khăng khăng thành ra ôi nhì cùng người. Trong sông nguyên xưa cô chín giá ngựa, trong sông nguyên cai chín giếng cô trồng dòng ba to. Hương đã bên đi.
chính lại thương các thanh nhi đồng tình 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 à ta tình 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 ta. Mát Lộc Sơn Hà Cô 90 quạt cho, Mát Lộc Sơn Hà quạt cho nam nữ trẻ cùng già yên vui tình 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 tàng à tàng tình 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 tàng. Gió Lộng Sơn Hà Cô quạt cho, gió Lộng Sơn Hà lòng người như nước mùa thu thấm nhuần hoa cỏ bốn mùa tốt tươi tay tiên tỉa lá vin cành tay tiên tỉa lá vin cành hoa thơm quả ngọt cô hái dành đời sau bước chân người đã bước tới đâu bước tới đâu gieo mầm nhân nghiêng đặt cầu vinh hoa nhớ tình sao đầu ngập hà giữa sự
tí hiện định có bè lại vượt muôn trùng thác cái gành con vui tham rẻ cô bắt gì họ phò đi. Cột sang tân an bảo hạ nón tu lờ lặng hoa đục đục đình đình đàn ngũ ân tàng tình tình tàng đêm thành mặc vọng giữa ngàn xây ngược rừng cuồng bè lá đội mưa
phường sớm tối buông câu dài bao nắng nọ mưa dầu. Về đồng làm lễ dân nhà khúc tuần vòng bái mười phương độ trì tay dân nhà miệng niệm từ bi.
có cây men xuôi có nhà sàn. Đi quanh có độ mấy thói đường men rừng men xuôi. Sớm ra vào đến đây cậu bé ra vào đêm đêm nâng bức mảnh đào quỳ tông. Tháng tám tiệc trà tục tùng truyền, tháng tám tiệc trà tiệc mẹ gần gần xa ý, nước lòng xứng nam duyên nga tích tam cung giang kim phục mòn cần thờ thánh chúa hiền trung vương. Xong rồi cậu trông vua bánh
nghi mẫu xong rồi, bây giờ thương hạ thịnh cầu ngồi yên tử nghe thơ. Từ tay điện ruột xen rượu vào, nhất tuần sơ nâng lên vị ngọc nâng lên kinh mẫu ác phụ sơn mời là mời cậu bé hoàng sơn. Tinh răng tay tiên chúc chén rượu đạo nhị tuần tuần án nâng lên bé ngọc cát phụ mây đời đời lạ giấc cậu bé hoàng sơn. Tinh tinh tay tiên chúc chén rượu đào tam tuần dùng nâng lên bị ngọc nâng lên tạ mẫu các cô dâng mời là mời cậu bé hoàng sơn. Phật thánh ngài thương cậu tống cho, Phật thánh ngài thương cho con hương cùng các đệ tử đều được tựa nương trong bản đề. Hiếu thuận thảo hiền đi thương ngài, hiếu thuận thảo hiền tu nhân đức đức có ban tài tiết lộc cho. Những người nào hắn đi nói quanh con cứ nói lời bám vào cậu làm cho thật thờ. Gọi sếp ai mang cậu giờ ra về, gọi sếp ai mang heo hoa ai bắt ngựa cậu hoàng ai trông gặp ngựa đi đê bàn bàn sàn thành giá hồi cung thượng châu.